quay video nhanh mà các bạn không cần phải chuyển chế độ nhé trong khi chụp ảnh. Nhắn tin một tay các bạn chỉ việc nhấn giữ biểu tượng này, chọn bên trái hoặc bên phải nhé là các bạn có thể nhắn tin được một tay rồi. Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái mẹo dùng iPhone cực kỳ hay và hữu ích. Có thể là nhiều bạn chưa biết tới hai cái mẹo này thì các bạn cùng tham khảo trong video ngắn này của mình nhé. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, giới thiệu cho các bạn một vài cái mẹo hay khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone. Cái mẹo đầu tiên là khi các bạn quay camera này, các bạn quay camera nhé, các bạn muốn quay video này, các bạn không cần phải chuyển chế độ trong khi các bạn muốn chụp ảnh nha. Ví dụ như mình sẽ chọn chụp ảnh này, nhưng mà các bạn không muốn chuyển là quay video chế độ, các bạn phải chuyển như này mới quay được nhé. Thì các bạn sẽ làm theo cho mình cái cách sau đây. Vẫn ở chế độ chụp ảnh nhé, các bạn vẫn có thể chọn chụp ảnh. Khi mà các bạn muốn quay video nhanh ấy, thì các bạn sẽ nhấn giữ này. Đấy, các bạn nhấn giữ này. Đấy, các bạn thấy chưa, video đang quay nhé. Các bạn không muốn quay nữa, các bạn sẽ nhả ra là chụp ảnh bình thường. Đó, rồi các bạn muốn quay video nhé, các bạn nhấn giữ này. Các bạn sẽ gạt sang đây. Đấy, là các bạn quay video nhé. Rồi, đấy, là xong, các bạn lại chọn về chụp ảnh. Các bạn muốn quay thời gian lâu ấy, các bạn nhấn giữ vào, gạt sang đây. Đó, gạt sang bên tay phải này nhé. Rồi, các bạn muốn không quay nữa, các bạn nhấn ra, nó vẫn lại trở về chế độ ở máy ảnh nhá. Rất là hay. Tiếp theo này, khi các bạn quay video ấy, các bạn muốn zoom video ấy, đấy, các bạn bình thường các bạn zoom như này nhá, phải dùng tay như này nhá. Đấy, rất là mất thời gian. Các bạn sẽ nhấn giữ nút quay video này. Các bạn zoom lên này. Đấy, zoom lên này, zoom xuống này. Zoom lên, zoom xuống này. Đó. Hay chưa? Đấy, không thì các bạn thả ra. Tiếp theo, khi các bạn nhắn tin bàn phím ấy, các bạn dùng một tay này này, đấy, các bạn đang dùng một tay, cùng một tay kia thì các bạn bận làm việc gì đó chẳng hạn, ví dụ như mình đang dùng để di chuyển máy tính này, mình bấm con chuột để máy tính này, các bạn nhắn một tay ấy, để các bạn để cho nó thao tác dễ hơn ấy, thì các bạn sẽ thực hiện như sau nhé. Các bạn nhấn vào biểu tượng mặt cười này này, nó hoặc là những máy nào các bạn ở dưới này nó sẽ có biểu tượng quả cầu nhé, các bạn nhấn giữ vào này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có ba cái lựa chọn. Ở giữa này thì là chế độ màn hình rộng rồi, bàn phím rộng rồi, các bạn nhấn lại này. Đó, thì các bạn muốn nhắn tin một tay ở bên tay trái này thì các bạn sẽ nhấn vào bên tay trái này như mình đây. Đấy, bên trái này các bạn sẽ với được hết các cái bàn phím này nhé. Đấy, từ nút xóa này, nhập này. Đó, còn các bạn muốn với một tay sang bên tay phải này, ví dụ như mình đang dùng tay phải này chẳng hạn, đó thì các bạn vẫn có thể chọn được nhé. Các bạn có thể chọn cái biểu tượng trái hoặc phải. Đó, các bạn thấy tiện chưa? Đấy, thì đây là hai cái mẹo hay mà mình giới thiệu cho những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone, các bạn chưa biết đến thì các bạn có thể áp dụng trong quá trình sử dụng nhé. Rồi, đó là các mẹo hay mà mình vừa giới thiệu cho các bạn ở trên điện thoại iPhone trong quá trình các bạn sử dụng. Nếu các bạn thấy video hay, ủng hộ mình một nút like video, bình luận dưới video, và những bạn nào lần đầu ghé kênh của mình, nhấn thêm một nút đăng ký kênh, nhấn thêm quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.